Ngày 13 tháng 1, tại Trung tâm Sản xuất Chương trình Trường hình Bình Dương, khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa xã hội đã tiến hành hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và ký kết cho ước thi đua năm 2023. Tham dự hội nghị có ông Lâm Phi Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh Trường hình Bình Dương, đơn vị khối trưởng và đại diện các cơ quan trong khối. Hội nghị đã nghe báo cáo công tác tham mưu, công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể năm 2022 trên cơ sở giao ước thi đua giữa các cơ quan đơn vị của khối và phát động thi đua đầu năm. Các cơ quan đơn vị trong khối tổ chức triển khai thực hiện đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức hoạt động trên các mặt văn hóa xã hội và phân đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước được triển khai đồng bộ thường xuyên đạt kết quả cao. Công tác thanh kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý của ngành đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên địa bàn. Tổng kết công tác thi đua năm 2022 của khối, Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Dương được xét tặng cờ thi đua của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và hai đơn vị được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông. Phát động thi đua năm 2023, các cơ quan đơn vị trong khối đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023. Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa xã hội năm nay được chuyển giao cho đơn vị khối trưởng là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.